Ủa vậy? Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái mẹo tắt âm thanh khi tắt âm thanh màn hình trên Facebook nha các bạn. Để giảm tiết kiệm mình tắt âm thanh video này, làm cho video này ngưng chạy để giảm tiết kiệm dung lượng cho máy nhẹ nhàng nha các bạn. Đầu tiên thì các bạn thử màn hình chính mình chưa cài đặt nè các bạn. Các bạn lướt xuống nè. Là tự động nó chạy lấy chim nè các bạn. Nghe các bạn. Rồi. Các bạn lướt vào ba dấu gạch bên đây nè. Rồi các bạn lướt xuống. Các bạn bấm vào nút cài đặt quyền riêng tư nè. Rồi bạn nhấp vào nút cài đặt nè. Rồi. Các bạn chọn file và phương tiện và danh bạ các bạn. Rồi các bạn tắt ha các bạn. Rồi. Bật tiếng khi video trên bản tin bắt đầu. Tắt ha các bạn. Rồi mình trở về đi. Rồi mình đi qua bên Facebook đi. Ok. Vậy nha các bạn. Sau khi các bạn cài đặt là mấy cái ảnh này đâu còn chạy đâu còn gì nữa các bạn nè. Nè, những video trực tiếp này nữa các bạn. Không còn chạy nữa. Làm giúp cho các bạn tiết kiệm nhiên liệu nha các bạn. Cho máy các bạn chạy mượt. Vậy video của mình đến đây là kết thúc. Xin chúc các bạn thành công các bạn. Các bạn nhớ like và subscribe ủng hộ mình một like nha các bạn. Chào và tạm biệt tất cả các bạn nha.